Hàn Quốc trở thành một trong những nền công nghiệp giải trí lớn mạnh nhất châu Á khi sở hữu bộ sưu tập phim ảnh đồ sộ với đa dạng những thể loại khác nhau, từ tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, những bộ sitcom gia đình đầy ắp tiếng cười đến những drama hận thù đầy kịch tính. Trong đó không thể bỏ qua những bộ phim kinh dị tên tuổi đã trở thành bộ mặt của cả nền điện ảnh châu Á. Với lối hủ dọa đặc trưng đầy bạo lực, hận thù và gam màu u tối đáng sợ, phim kinh dị Hàn Quốc mang đến cho người xem những trải nghiệm khó quên mà họ sẽ không bao giờ bắt gặp ở bất cứ đâu. Nếu là một mọt phim trung thành của dòng phim kinh dị máu me thì bạn càng không nên bỏ qua 20 bộ phim sau đây của điện ảnh Hàn Quốc. Trong video này thì hãy cùng blog Việt Food điểm tên top 20 phim kinh dị Hàn Quốc mà mọt phim kinh dị nhất định phải xem nha. 1. Trên Tàu Busan, chuyến tàu sinh tử. Trên Tàu Busan là bộ phim kinh dị Hàn Quốc khởi đầu cho top 20 bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại mà blog Việt Food muốn chia sẻ với các bạn trong video hôm nay. Trên Tàu Busan theo chân người đàn ông Sokku Gungju thủ vai cùng cô con gái nhỏ của mình bắt chuyến tàu tới Busan để gặp mẹ của cô bé. Tuy nhiên trên đường đi, chuyến tàu đã trở thành ổ đại dịch zombie khủng khiếp và cả đoàn phải tìm cách sống sót trở về. Trên Tàu Busan là một trong những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đã gây tiếng vang trên toàn thế giới và nhận về vô số lời khen ngợi, không chỉ bởi sự kịch tính đáng sợ mà còn bởi những tình cảm và sự hy sinh đầy xúc động trong bộ phim kinh dị Hàn Quốc này. 2. A Tale of Two Sisters, câu chuyện hai chị em. Câu chuyện hai chị em là bộ phim kinh dị đầu tiên của Hàn Quốc được công chiếu tại các rạp chiếu phim Hoa Kỳ. Bộ phim đã trở thành câu chuyện kinh điển của điện ảnh Hàn khi mượn những thế lực siêu nhiên để tiết lộ những bí mật kinh hoàng đến đau lòng của gia đình nhân vật chính. Đặc biệt, đoạn kết của bộ phim sẽ khiến bạn vỡ òa trong cảm xúc và sự bàng hoàng. A Tale of Two Sisters ám ảnh khán giả bằng câu chuyện vừa đáng sợ vừa đáng thương của hai chị em So-mi, Lim Soo-jung thủ vai và So-yeon do Moon Gyung-jong thủ vai. Họ phải sống cùng cha ruột và mẹ kế, người có khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Căn nhà họ sinh sống liên tiếp xuất hiện những bóng ma. Ba mẹ kế đổ tội cho So-yeon và nhốt cô trong tủ. Mặc cho So-mi ra sức khóc lóc và nài, nhưng bà ta kiên quyết không thả chị cô ra. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. 3. The Wailing, tiếng than. The Wailing cũng là một trong những tác phẩm phim kinh dị Hàn Quốc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng fan hâm mộ của dòng phim kinh dị. Phim theo chân nam cảnh sát Jung-gu do Park Do-won thủ vai và đồng nghiệp tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến đại dịch kỳ lạ đã kéo theo cái chết của nhiều người dân trong làng, bắt đầu từ khi một ông lão bí ẩn người Nhật chuyển đến. 4. Death Bell, hồi chuông tử thần. Death Bell là bộ phim kinh dị kinh điển của điện ảnh Hàn và nhận được nhiều lời khen về âm thanh sống động và hình ảnh rất rõ nét. Bi kịch của bộ phim bắt đầu khi có một thế lực tâm linh đầy oán hận tìm cách bắt cóc và giết hại man dợ từng người trong lớp học của Ena. 5. The Evil Twin, quỷ song sinh. The Evil Twin mang đến cho khán giả một nỗi sợ mới về dòng phim kinh dị cổ trang của Hàn Quốc. Hai cô bé song sinh bị rơi xuống nước vì bị đám bạn đuổi theo trêu chọc. Không may chỉ có So-yeon, Park Shin-hee thủ vai được cứu sống nhưng lại bị hôn mê 10 năm. Ngôi làng vẫn bình yên cho đến khi So-yeon tỉnh lại. Lần lượt những kẻ đã khiến em của So-yeon chết đuối lần lượt bị mất tích. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Park Shin-hee đảm nhận vai chính. Khác với hình ảnh trong sáng xinh đẹp ở những bộ phim truyền hình thì Park Shin-hee sẽ khiến người xem phải xanh mặt vì khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười đầy ám ảnh trong bộ phim. 6. The Red Shoe, đôi giày đỏ. Dựa trên truyện cổ cùng tên của Anderson, The Red Shoe bản Hàn là một phiên bản máu me sẽ phá hoại phiên bản mộng mơ trong ký ức tuổi thơ của bạn và xứng đáng lọt top 20 bộ phim kinh dị Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại. Sun Jae, Kim Hee-soo thủ vai, tìm thấy một đôi giày đỏ xinh đẹp trên đường trở về nhà. Mọi chuyện bắt đầu khi bạn thân của cô trộm đôi giày để rồi tự chuốc lấy kết cục kinh hãi. Sau đó, Sun Jae quyết định lên đường tìm lại chủ nhân thực sự của đôi giày để thoát khỏi lời nguyền đáng sợ đó. 7. Thirst, cơn đói. Bộ phim kinh dị về ma cà rồng Thirst của đạo diễn Park Chan-wook là bộ phim duy nhất của Hàn Quốc tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 62. Từ lúc ra mắt, Thirst đã khiến các rạp chiếu bóng xứ sở kim chi phát sốt vì những cảnh kịch bản táo bạo và không thiếu những cảnh nóng trong phim. Nội dung phim kể về Sang Huyên, một vị linh mục làm tình nguyện ở một bệnh viện địa phương tại châu Phi. Ông sống trong sự vô tận của đau khổ, luôn hoài nghi về một thế giới thuộc về nó. Ông tình nguyện tham gia thử vaccine phòng chống virus Mnemonic với hy vọng cứu được ngay cả một cuộc sống. Tuy thử nghiệm thất bại, tưởng chừng như San Hun có thể tử vong, nhưng ông đã hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng. Tin tức về sự hồi phục kỳ diệu của Sang Huyên nhanh chóng lan truyền sang các giáo dân mộ đạo. Họ tìm đến ông như một phương thuốc chữa bệnh, trong đó có Kang Gu. Kang Gu là bạn thời thơ ấu của gia đình ông.
và ông đã mời Kang Gu vào đêm Ma Hồng hàng tuần tại nhà của mình. Và tại đây, Sang Win đã tìm thấy sự bất ổn từ vợ của Kang Gu, Tae Yu. Đột nhiên, Sang Win lâm vào bệnh tật, ông ho ra máu và chết. Tuy nhiên, ngày sau đó, thì ông đã mở mắt tại nơi rất tuyệt để tránh ánh nắng mặt trời. Ông trở thành một con ma cà rông. 8. Gonjam Haunted Asylum, Gonjam Bệnh viện Ma Ám. Gonjam Haunted Asylum là tác phẩm kinh dị Hàn Quốc theo dạng phim tư liệu về một nhóm người phát sóng trực tiếp chuyên khám phá một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang của họ. Chỉ với chi phí thực hiện 2,2 triệu USD, phim đã thu về hơn 20 triệu USD trên toàn thế giới. Gonjam Bệnh viện Ma Ám mang đến những trải nghiệm chân thực nhất cho người xem qua chính góc nhìn từ camera của các diễn viên. Phim xoay quanh một nhóm những người trẻ tuổi gan dạ quyết định tìm đến Gonjam để khám phá những bí mật ẩn sau bệnh viện tâm thần ma ám nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Gonjam Bệnh viện Ma Ám chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm không thể nào quên, kể cả với những khán giả kỳ cựu của dòng phim kinh dị này. 9. The Doll Master, Búp bê hình nhân. Đây là bộ phim kinh dị xuất sắc và hay với nhiều tình tiết thú vị đầy ám ảnh của Hàn Quốc. Nhà điêu khắc Hemi cùng 14 người khác được mời đến một bảo tàng để làm mẫu cho những hình nhân mới được tạo ra dựa trên hình ảnh của họ. Cả 5 người đều rất háo hức cho đến khi họ nhận ra có điều gì đó không đúng. Đó là lúc mà mọi người phát hiện những hình nhân không đơn giản chỉ là hình nhân mà đằng sau đó là một loạt bí ẩn kinh hoàng dần lộ diện. 10. The Phone, số điện thoại oan nghiệt. An Byung-ki quả là một đạo diễn tài ba về dòng phim kinh dị. Những tác phẩm kinh dị do ông cầm trịch đều gây tiếng vang tại thị trường phim ảnh trong nước và nước ngoài. Trong đó có hai tác phẩm là The Phone và Banshee Saga. The Phone khiến người xem hoảng sợ mỗi lần phải đối mặt với tiếng chuông điện thoại vang lên kèm theo giọng nói ghê rợn, quái dị từ đầu dây bên kia. Nữ chính của The Phone là Ha Ji-won. Cô vào vai một phóng viên trẻ, song pha điều tra các vụ án mua dâm của một thế lực ngầm vô cùng lớn. Kể từ đó mà cô luôn nhận được những cuộc gọi kỳ lạ và phát hiện ra những bí mật khủng khiếp. 11. The Piper, Người Thổi Sáo. Hậu chiến tranh Hàn Quốc, Woo Ri-ung do Ri-ung Si-ung Ri-ung thủ vai, dẫn con trai đến một ngôi làng yên bình để điều trị bệnh lao cho cậu bé. Woo Ri-ung là một người thổi sáo với những khả năng đặc biệt có thể giúp ngôi làng thoát khỏi sự quấy phá của bầy chuột ở đây. Mọi chuyện tưởng như yên bình, nhưng chính lúc này, những cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. 12. Why Melody of the Curse, Giai điệu lời nguyền. Why the Melody of the Curse, hay được gọi là Why, Giai điệu của lời nguyền, là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc vào năm 2011 bởi Kim Guk và Kim San. Sau khi phát hành ca khúc Why và trở nên ngày càng nổi tiếng, thì nhóm nhạc nữ 4 thành viên Pink Dolls bắt đầu ganh ghét, cạnh tranh lẫn nhau để trở thành giọng ca chính của nhóm. Tuy nhiên, khi một trong số các cô gái đạt được vị trí đó, thì cô ấy lại trở thành nạn nhân của một cái chết kinh hoàng. Từ đó mà Un Jung thủ vai khám phá ra rằng bài hát mới của nhóm đã bị nguyền rủa và tìm cách thoát khỏi lời nguyền. 13. Killer Toon, Kỳ án truyện tranh. Killer Toon là một bộ phim kinh dị tâm lý Hàn Quốc. Ji Jun là một nghệ sĩ truyện tranh nổi tiếng trên web. Cô phát hiện có sự sao chép tác phẩm của mình trong thực tế cuộc sống khi người xuất bản của cô bị giết theo cách được mô tả trong truyện tranh mới nhất của cô. Thám tử Lee Ki-chon nghi ngờ Ji Jun chính là người gây ra một loạt vụ án giết người bí ẩn. Diễn viên của Killer Toon diễn xuất tốt và quan trọng nhất là plot twist mượt mà. Nhìn chung thì đây là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc hay mà bạn không nên bỏ lỡ. 14. Tusser with Love, Cô giáo sát nhân. Đây có thể xem là bộ phim kinh dị nhất năm 2019 của Hàn Quốc bởi những tình tiết đầy uẩn khúc và nhiều máu me. Bộ phim có nội dung xoay quanh buổi tái hợp lần đầu sau 16 năm của những học sinh lớp Cô Park. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vui vẻ này đã biến thành một cơn ác mộng khi từng người một trong nhóm bị sát hại dã man. Đây là bộ phim dành cho những người thích sự trải nghiệm khám phá và bạn cũng nên thử xem một lần cho biết. 15. The Closet, Tủ quần áo bí ẩn. The Closet là bộ phim kinh dị Hàn Quốc nhận được cơn mưa lời khen về nội dung lẫn các tình tiết ám ảnh. Nội dung của bộ phim nói về Sang-won cùng con gái là Ina chuyển đến sống một căn nhà mới khi mẹ cô bé mất vì một tai nạn đáng tiếc. Kể từ khi Ina khoe với bố mình rằng có một người bạn mới thì Sang-won bắt đầu nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong tủ quần áo và mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ. 16. Series Whispering Corridor, Hành lang thì thầm. Whispering Corridor là loạt phim kinh dị nổi tiếng của Hàn Quốc với 5 tập phim hoàn toàn tách biệt về nội dung. Điểm chung duy nhất là cả 5 tập phim đều lấy bối cảnh trường học, những lời đồn đại và sự kiện đáng sợ xảy ra trong trường. Whispering Corridor là một trong những loạt phim thành công nhất của xứ sở Kim Chi, đồng thời là bệ phóng cho rất nhiều diễn viên nổi tiếng sau này. 17. The Host, Quái vật sông Han. The Host là một bộ phim kinh dị quái vật Hàn Quốc, bộ phim xoay quanh Park Hee-bong, chủ của một cửa hàng thực phẩm nhỏ trên bờ sông Han.
Ông sống với hai con trai, một con gái và một cháu gái. Cuộc sống quanh công viên dường như bình thường và yên bình. Đột nhiên một con quái vật xuất hiện từ sông Hàn và bắt đầu tấn công mọi người. Cô cháu gái Huyên Xeo bị con quái vật bắt đi. Gia đình cô ấy phải săn lùng con quái vật và cứu Huyên Xeo. Họ có thể tìm thấy Huyên Xeo không? Cô ấy vẫn còn sống. The Host là một trong những bộ phim quái vật có tính giải trí cao nhất cùng doanh thu khổng lồ. 18. Apoy, điểm chết. Apoy là một trong những bộ phim kinh dị Hàn Quốc được đặt bối cảnh tại Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1972. Cơ sở của Hàn Quốc tại Việt Nam nhận được một thông điệp vô tuyến từ một đội quân được cho là đã chết. Chỉ huy cấp cao giao nhiệm vụ cho Trung úy Choi Tae-in phải dẫn đầu một đội hình với 8 binh sĩ khác và giải cứu những người lính mất tích từ Apoy. Apoy là bộ phim kinh dị chiến tranh rất đáng sợ. Bộ phim mô tả một chuyến đi đến với địa ngục của những nỗi sợ hãi tận cùng. 19. Cinderella. 19. Cinderella, gương mặt giả. Ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ rùng rợn của xứ Hàn đã khai thác trên màn ảnh lớn từ 10 năm trước. Bộ phim kinh dị Hàn Quốc nổi tiếng mang tên Cinderella đã khiến người xem phải sợ xanh mặt vì những hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ để lại. Nhà của Huyên Su do Shin Se-kyung thủ vai, hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chỉ là cơ sở nhỏ lẻ, giá rẻ. Vì thế mà bạn bè của Huyên Su tin tưởng và tìm đến nhà cô để thay đổi diện mạo. Thế nhưng cái giá phải trả cho sự xinh đẹp chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đến tột cùng, thậm chí là bằng cái chết. Mỗi lần tự soi gương, những cô gái ấy lại thấy khuôn mặt mình vỡ vụn, tần suất họ nhìn thấy những hồn ma càng ngày càng nhiều. Giọng nói bí ẩn, tôi sẽ làm bạn trở nên xinh đẹp, cứ bủa vây khiến bạn của Huyên Su trở nên điên loạn và cuối cùng tự cắt mặt mình tự sát. 20. Horror Story, sự sống và cái chết. Để nói về top những bộ phim kinh dị Hàn Quốc nặng đô thì không thể bỏ qua cái tên Horror Story, sự sống và cái chết. Horror Story bao gồm 4 mẩu truyện kinh dị ngắn không liên quan đến nhau, được kể bởi một cô gái trẻ. Nội dung của 4 mẩu truyện lần lượt xoay quanh hai anh em bị nhốt ở nhà một mình, tên sát nhân trên một chuyến bay, phẫu thuật thẩm mỹ và thảm kịch zombie. Trên đây chính là top 20 bộ phim kinh dị Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại. Hy vọng bạn sẽ có những giây phút thư giãn bổ ích và không kém kịch tính với những bộ phim kinh dị Hàn Quốc này. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo.